Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua, và ở phần cuối chương trình hôm nay xin được cảm ơn bác sĩ Trương Văn Như và bác sĩ Nguyễn Quang Thái đã chia sẻ với khán thính giả chúng tôi về những gì mà trong cái quá trình làm thế nào để trở thành một bác sĩ ở tại Hoa Kỳ này. Thưa bác sĩ Như, thế thì bác sĩ năm nào thì bác sĩ ra trường và trở thành một vị trung úy bác sĩ của quân y của quân lực Việt Nam Cộng hòa? Tôi ra trường năm 74 và tôi gia nhập sư đoàn nghĩa vụ. Thì sau đó thì năm 75 thì chúng tôi phải đi tù gần 2 năm. Thì khi trở về thì tôi làm cho một bệnh viện ở trong Chợ Lớn, bệnh viện Quảng Đông. Sau đó thì vì có một lý do, khi nào có dịp tôi sẽ kể cho quý vị nghe, thì tôi phải vượt biên. Và tôi phải vượt biên tới 14 lần. Lần thứ 14 đó thì tôi đi trên một chiếc ghe tam bản. Lúc đó tôi có cảm giác như là mình đi tự tử chứ không phải là vượt biên, là tại vì thấy chiếc ghe đó mà đi trên biển thì chắc dễ chết lắm, nhưng mà nếu trở vô thì có thể bị bắt trở lại, cho nên tôi sợ và tôi quyết định đi. Và qua tới Mỹ này là năm 84. Vâng, đến bây giờ là cái điểm chính vào hôm nay chúng tôi muốn gặp hai vị bác sĩ. Thế bắt đầu từ năm 84 bác sĩ đến Hoa Kỳ rồi. Cái việc đầu tiên bác sĩ cho tôi cái câu trả lời ngắn là bác sĩ có ý định là bác sĩ trở thành bác sĩ lại không? Lúc đó tôi có ý định trở thành bác sĩ ngay lúc tới Mỹ này. Nhưng mà khi tôi apply trợ cấp xã hội để đi học thì lúc đó người ta nói tôi sinh ngữ tốt quá, phải đi làm chứ không được trợ cấp. Do đó tôi quyết định phải đi, không còn đường nào khác là phải ra chợ trời kiêng vác. Và từ đó tôi bỏ ý định làm bác sĩ. Không ý định làm bác sĩ nữa. Thế bác sĩ từ cái thời kỳ đó cho đến cái thời kỳ mà bác sĩ quyết định trở lại học nghề bác sĩ là bao nhiêu năm tất cả? Lúc đó là 5 năm. 5 năm? 5 năm. Tôi ở chung với Nhật Ngân cho nên thường thường đi chơi không ạ? Nhưng mà bác sĩ lúc đó làm nghề gì? Lúc sao? Đó thì đi bán chợ trời rồi đi làm teacher aide ở teacher assistant ở trường Palm Valley nè. Palm Valley High School. Rồi... sau đó tôi làm SciTech. Khi mà tôi quyết định có nhiều người xúi phải đi học lại, trong lúc đó thì tôi được sự giúp đỡ của anh chị bác sĩ Nguyễn Văn Thế từ quân lục chiến. Tới 5 năm sau thì tôi quyết định thi một lần để coi như để không có feel guilty trước khi tôi có thể hành nghề lại SciTech hoặc là đi hành nghề lại làm neo. Nhưng mà làm neo vẫn theo tôi vẫn là mục tiêu mà tôi nghĩ lúc đó là tôi thích nhất. Là bây giờ muốn làm neo hơn hả bác sĩ? Tại vì có những lý do mà nữa có khi nào có dịp tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Đó là, nhưng mà khi tôi học lại thì sau thi thì thấy lấy đậu cũng nhẹ nhàng và cũng lẹ làng quá, thành ra thôi trở thành xong, bác sĩ luật. Tức là sau hơn 2 năm học ôn và thi lại, vừa học vừa làm vừa chơi thì tôi đậu lại y khoa ở Mỹ này. Và sau đó thì may mắn khi được interview ở USC thì tôi được nhận vào residency ở USC từ năm 92 tới 95. Và sau đó tôi hành nghề tại Orange County này từ 95 tới bây giờ. Thế thưa bác sĩ Thái, bác sĩ tốt nghiệp bác sĩ ở Đức, rồi bác sĩ theo gia đình đoàn tụ qua Mỹ. Bác sĩ có nghĩ rằng bác sĩ vẫn có cơ hội trở thành bác sĩ hay không? Vâng, tôi nghĩ mà khi mà tôi qua bên Mỹ này, tôi nghĩ là tôi không có điều lựa chọn. Tôi phải tiếp cái nghề bác sĩ. Và nếu vì một lý do gì mà nước Mỹ này tôi không thành công, tôi không gọi là đi theo cái nghề bác sĩ được, thì tôi vẫn còn cái cơ hội trở về nước để hành nghề. Thế thì bác sĩ trở thành bác sĩ ở Hoa Kỳ này có khó khăn không? Vâng, thì chính ra thì khi học lại thì không có gì khó khăn. Cái khó khăn cái thời điểm đó, tức là khoảng năm 1979 tôi qua bên Mỹ này, thì tức khó khăn là làm sao mà xin vào, chắc bác sĩ Như cũng công nhận, tức là xin vào một cái chỗ thực tập, cái residency, đó mới là cái khó khăn. Tại là vì tất cả cái chỗ trường bên đây đó, họ muốn dành lại cho những học sinh học ở tại nước Mỹ trước. Vâng, thì bác sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài đó có khó khăn hơn. Vâng, thì cái thời gian đó là cái thời gian tương đối khó khăn nhất. Nhưng mà khi mình học, mình ráng, mình làm việc đó, thì tôi nghĩ hầu như nếu mà những người nào chịu khó cũng được một đại học nào, một trường nào chấp nhận mình vào tu nghiệp. Và năm 1982 tôi đã được chấp nhận vào cái khóa là đi tu nghiệp. Vâng. Thì lúc đầu đó chúng tôi vẫn tiếp nghề cũ học ở bên Đức, tức là đi ngành mổ.
học ngành mổ 4 năm sau đó thì thấy đó cái con đường mà đi cái ngành mổ bên đây nó khó khăn và lâu, đi ra khó hành nghề hơn, lâu, vâng, cực lắm. Và cái phương tiện mà được cho phép mổ ít hơn ở bên Âu Châu thì tôi mới đổi qua 3 năm nội thương, sau đó học thêm 2 năm về tim, và năm 1987 tôi bắt đầu ra hành nghề ở quận Cam tới bây giờ. Quá, wow, như vậy là bác sĩ trở lại training bao lâu tất cả? Training để trở thành bác sĩ. Training ở bên Mỹ này tổng cộng 6 năm và bên Đức thêm 5 rưỡi nữa. Wow, wow. Như vậy hai vị bác sĩ thấy rằng là có khó khăn lắm để trở thành một bác sĩ tại Hoa Kỳ hay không? Như tôi đã nói với anh Trọng đó, ở Mỹ này nghèo chúng ta có thể trở thành bác sĩ được. Là tại vì chúng ta có grant, có loan. Nhưng cho nên cả bên Mỹ này nó khác với tụi tôi, như giống như bác sĩ Thái là lúc mà đi học là không có định, nhưng mà ở Mỹ này khi mà anh đã quyết định thành bác sĩ thì anh có thể thực hiện được. Bác sĩ nhìn thẳng vào ống kính này, bác sĩ muốn nói với tất cả những thế hệ trẻ mà những người họ có một cái mộng muốn trở thành bác sĩ thì bác sĩ khuyên họ gì? Theo tôi thì các em nếu mà muốn thành bác sĩ thì cứ cố gắng học trở thành bác sĩ, và dĩ nhiên là trong cái học của chúng ta đó chúng ta phải tập trung. Và dĩ nhiên không cần phải ngồi học hoài đâu, học không cần nhiều, nhưng mà chúng ta phải có bài vở, phải có dàn bài, có plan đàng hoàng để chúng ta học. Và nếu cần thì chúng ta học nhóm, thì tôi nghĩ là học nhóm là một cái rất là lợi hại. Mà theo tôi không biết bác sĩ Thái sao, nhưng mà riêng tôi tới giờ phút này học nhóm vẫn cái là ưu tiên số 1 để học nhanh, thi đậu, nắm tất cả các vấn đề và có thể đạt những cái mục đích mà mình muốn. Theo bác sĩ Thái thì bác sĩ khác, bác sĩ có một cái tiếp cận với cái nền văn minh Tây Phương sớm hơn. Bác sĩ được học, cái thời trai trẻ của bác sĩ được học tại Đức, cũng là một trong những quốc gia tân tiến, rồi đến tại Hoa Kỳ. Bác sĩ nhìn những trẻ em bây giờ, những người mới học high school xong, cũng bắt đầu đi học vào undergraduate, thì bác sĩ muốn nói gì với họ khi họ muốn trở thành bác sĩ? Họ cần phải làm cái gì để có thể nó giúp họ thăng tiến ở trong cái nghề nó nhiều hơn, trở thành bác sĩ nhiều hơn bác sĩ? Vâng, kính thưa quý vị, cái câu hỏi đó là câu hỏi rất quan trọng, và tôi cũng rất đồng ý với bác sĩ Trương Văn Dư. Chúng ta phải muốn trước, và khi ở trên nước Mỹ này, nếu mà chúng ta muốn cái gì và chúng ta bỏ công sức vào cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ thành công. Trên nước Mỹ này cửa nào cũng mở cho chúng ta được nếu mà chúng ta muốn. Riêng cái ngành y khoa đó, tôi thấy đó thì cũng như tôi đã nói với quý vị đó, đây là cái định mệnh đưa tới ngành y khoa. Mà thật sự đó, ngay tới giờ phút này tôi rất vui mừng và sung sướng là tôi đã chọn con đường này. Tại vì cái con đường này đó nó cho mang tôi bao nhiêu cái điều mà thật sự ngay cả hành nghề tới bây giờ cũng phải 30 mấy năm, gần 40 năm rồi, nhưng mà tôi vẫn yêu nghề, vẫn thích làm nghề. Nhiều người đồng nghiệp hay là bạn bè hay thân nhân hỏi bao giờ Thái về hưu, thì tôi nói thật sự đó, chưa bao giờ, chưa cái lúc này, không, chưa lúc nào tôi nghĩ về hưu. Nếu mà mình yếu, mình già đi thì đôi khi bớt đi một chút xíu, nhưng mà cái nghề này mình sẽ không bao giờ mình bỏ được. Và có một cái điều nữa là tôi muốn nói, nhắn nhủ tới những cái bậc phụ huynh với cha mẹ đó, tức là nếu mà con của quý vị nó thích làm bác sĩ thì mới khuyến khích nó đi học ngành bác sĩ, chứ đừng có nó thích làm cái ví dụ như computer mà quý vị là nói phải ráng học bác sĩ, thì cái đó là cũng giống như một cái gượng ép, mà tôi nghĩ là cái điều đó là không nên, nhất là ở Mỹ này. Thế thưa bác sĩ, hai vị bác sĩ bây giờ, hai vị bác sĩ đã gắn liền với cái nghề của bác sĩ trong một cái thời gian dài, đến bây giờ bác sĩ nhìn lại với cái tuổi đời nó chồng chất cũng cao, bác sĩ tự hào với những gì bác sĩ đã đóng góp với nhân loại, với cái cuộc sống này, và cái điều gì bác sĩ không hài lòng với cái công việc làm của bác sĩ nào? Riêng tôi thì tôi rất là hài lòng về những cái việc làm của tôi, nhưng mà nếu mà tôi có một cái không cái hài lòng là tôi có một cái thời gian tôi bỏ ra hơi nhiều để dông ruổi trên đường đời này đó. Nhưng mà tôi nghĩ là cái đó cũng nó là một cái kiến thức cũng như một cái kinh nghiệm sống của tôi để mà tôi tiến thêm một bước nữa. Thưa bác sĩ Thái. Hài lòng thì thật sự nói đó, nếu mà nói tổng quát chung đó, thì thật sự đó là tôi vẫn sung sướng và thấy là mình may mắn mình chọn cái ngành nghề này. Nhưng mà trong cái đời sống y khoa, kính thưa quý vị, đôi khi đó, chúng ta xả thân ra. Người bác sĩ không còn biết đời là gì, chỉ biết công ăn việc làm thôi. Đôi khi hồi xưa tôi làm đó, 9 giờ sáng tới 9 giờ tối chưa về, về nhà chút xíu, người ta gọi lại chạy vào nhà thương. Thì đôi khi đó,
trong đời sống chúng ta đó, chúng tôi đã mất một khoảng đời sống nào của chúng tôi. Nhất là cái giới trẻ nào, một cái thời đó, mình không sống cho mình sống cho người khác. Và bây giờ khi mà chậm làm việc ít đi một chút xíu đó, thì mới thấy, thì đời sống như là thời gian mà gọi là sống chung với các con lúc còn nhỏ nó lớn lên đó, thật sự cái thời gian đó tôi thấy thiếu thốn. Tại là vì nhiều khi mình mệt quá, anh Đoàn Trọng, hồi xưa có con mới đẻ ra, mình đi làm cực rồi về nhà 7-8 giờ tối đó, vô cái bế con chút xíu 10-15 phút, đặt con, mình đi ngủ, tại ngày mai đi trực tiếp. Đôi khi làm việc đó, làm việc một ngày, trực một ngày, về ngủ một đêm, ngày hôm tới lại ngủ nhà thương. Cứ gọi là liên miên, mình không có đời sống chứ. Cái đó, một cái điều mà tôi có thể là mình thấy hối tiếc, là mình mất đi một khoảng cái đời sống nào trong đời mình. Vâng, một lần nữa cảm ơn hai bác sĩ đã đến với chúng tôi hôm nay. Thì chúng tôi cũng muốn dành một ít thời gian cho hai bác sĩ. Bác sĩ muốn nói gì với những người đã gần gũi với bác sĩ, đã gắn liền với cuộc đời của bác sĩ, để ngày hôm nay bác sĩ có một cái công việc tại Hoa Kỳ như vậy? Bác sĩ muốn chia sẻ cái gì với tất cả những người? Riêng cái sự nghiệp y khoa của tôi thì gắn liền với tất với nhiều người, trong đó có dĩ nhiên là má tôi, mẹ tôi. Là người mà tôi phải luôn luôn yêu mến và kính phục, mặc dù hiện tại bà không còn ở trên thế gian này nữa. Vì cái sự hy sinh của bà ta mới làm cho tôi có thể có tiếp tục được sự học từ thuở nhỏ. Và dĩ nhiên là cái người bạn đời của tôi thì đã chịu nhiều năm khổ cực với tôi, mặc dù khi tôi hành nghề tại Mỹ, tôi trở lại nghề ở Mỹ này, lúc đó thì bà xã tôi và người con của tôi thì vẫn còn ở Việt Nam. Tới lúc mà tôi sắp vô lại residency thì lúc đó thì hai người mới đoàn tụ tại đây. Thì dĩ nhiên cuộc đời của tôi được gắn liền với những người đó. Và dĩ nhiên tôi không quên tất cả những người bạn tôi, lúc nào cũng luôn luôn bên cạnh tôi để mà nói chuyện vui, cười, để làm cho cuộc đời của tôi không có nhàm chán, và luôn luôn là hướng về hướng tới, và để có thể mà tiếp tục cái sự nghiệp của mình, và để trong công việc phục vụ quần chúng cũng như là tất cả những bạn bè đã có luôn luôn ủng hộ tôi về các việc làm, việc học của tôi. Cảm ơn bác sĩ. Chắc mời bác sĩ Thái. Bác sĩ, thật sự bác sĩ Như đã nói quá hay tất cả những cái lời gì mà chúng tôi muốn. Là dĩ nhiên chúng tôi cảm ơn bố mẹ, nhất là ba tôi, đã đánh tôi rất nhiều trong khi tôi còn trẻ, để tôi ráng học, lo học để nên người. Và cũng thật sự là cảm ơn vợ tôi đã lo tất cả để tôi có thể là trong khi đi học, đi thực tập và hành nghề, tất cả bao nhiêu đó. Và nhờ cái sự gọi là lo của vợ tôi mà tôi có thể dồn hết tâm hồn của tôi vào cái nghiệp thôi. Thì đó, đấy là những cái người tôi thành thật muốn cảm ơn. Kính thưa quý vị, những cái điều mà hai vị bác sĩ vừa nêu lên, kính thưa quý vị, đó là lý do và tại sao để chúng ta có thể trở thành một vị bác sĩ tại Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong những giây phút vừa qua. Và cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.